Kính thưa quý khán giả, vì sao GoTrade rút khỏi thị trường Việt Nam? Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Bên cạnh đó, bản tin còn có các thông tin đáng chú ý khác. Cuộc đua Tổng thống Mỹ nóng lên từng ngày. Nội các mới của Thái Lan gây tranh cãi. Gần 10.000 lao động nước ngoài mất tích ở Nhật Bản. Kính thưa quý khán giả, từng được kỳ vọng là đối thủ của Grab, nhưng mới đây, GoTrade lại có thông báo sẽ rời thị trường Việt Nam từ ngày 16 tháng 9, sau 6 năm hoạt động. Theo GoTrade, quyết định này nằm trong chiến lược tăng trưởng bền vững trong dài hạn của tập đoàn mẹ là GoTo. Kể từ khi khái niệm gọi xe công nghệ xuất hiện, thị trường Việt Nam đã là cuộc đua song mã giữa hai gã khổng lồ nước ngoài, Grab và Uber. Nhưng vào tháng 3 năm 2018, với việc thâu tóm mảng gọi xe khu vực Đông Nam Á của Uber, miếng bánh gọi xe công nghệ đã rơi hoàn toàn vào tay Grab. 5 tháng sau, GoTrade đặt chân đến Việt Nam với tên gọi gần gũi là GoViet, là đứa con của startup tỷ đô đến từ Indonesia. GoTrade mang trên vai kỳ vọng phá vỡ thế độc quyền của Grab tại Việt Nam và đem lại sự cân bằng cho lĩnh vực gọi xe. Ngay từ những ngày đầu, hãng đã gây chú ý với người dùng khi tung khuyến mãi đồng giá 5.000 đồng cho những chuyến đi dưới 8 km đón tại các quận nội thành, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 9 năm 2018, GoTrade tiến ra thị trường Hà Nội và thậm chí đưa ra ưu đãi khủng hơn khiến nhiều đối thủ choáng váng, chỉ 1.000 đồng cho những cuốc xe dưới 6 km. Ngoài số tiền nhận từ khách hàng là 5.000 đồng, hãng còn trả thêm 25.000 đồng cho tài xế sau mỗi chuyến đi nhằm đảm bảo thu nhập tối thiểu 30.000 đồng một cuốc xe. Mức giá với khách hàng lẫn chính sách hỗ trợ với tài xế hấp dẫn giúp GoTrade sớm giành lại thị phần gọi xe. Không chỉ có thêm khách hàng, nhiều tài xế cũng tận dụng cơ hội này chuyển sang đầu quân cho ứng dụng đến từ Indonesia. Sau 6 tuần hoạt động chính thức tại Việt Nam, đại diện GoTrade tự tin tuyên bố nắm trong tay 35% thị phần xe ôm công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh, 1,5 triệu lượt tải ứng dụng cùng 35.000 đối tác ở cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, cuộc đua đốt tiền của GoTrade sớm hạ nhiệt. Chương trình khuyến mãi đồng giá 5.000 đồng một cuốc xe, vốn được hãng thông báo sẽ kéo dài 6 tháng, bất ngờ điều chỉnh thành 9.000 đồng chỉ sau chưa đầy một tháng triển khai. Trong vô vàn lý do, việc các chiến lược của GoTrade luôn có độ trễ lớn được xem là nguyên nhân hàng đầu khiến hãng bị đánh bật khỏi cuộc chơi. Trong khi Grab đã có dịch vụ vận chuyển bằng xe 4 bánh GrabCar từ năm 2016, còn B có từ cuối năm 2018, thì phải đến giữa năm 2021, GoTrade mới bắt đầu triển khai dịch vụ này. Trước đó, hệ sinh thái của ứng dụng này chỉ xoay quanh 3 dịch vụ liên quan đến xe 2 bánh là GoDrive vận chuyển, GoFood giao đồ ăn và GoSend giao hàng. Đáng chú ý, GoTrade cũng không mặn mà mở rộng phạm vi hoạt động. Trong năm đầu tiên, ứng dụng vẫn chỉ dừng chân ở hai thành phố lớn nhất cả nước. Đến cuối năm 2023, hãng mới phủ sóng thêm hai địa phương mới là Bình Dương và Đồng Nai. Sự chậm trễ trong vận hành kéo tốc độ tăng trưởng của hãng chậm lại so với Grab hay những thế lực mới nổi như Beerup. Dù từng ghi nhận 40 triệu chuyến vào 5 tháng cuối năm 2018, thống kê từ ABI Research cho thấy GoViet chỉ hoàn thành 21 triệu chuyến xe trong nửa đầu năm 2019, kém hơn Bi. Ứng dụng cũng ra mắt vào năm 2018, 10 triệu chuyến và bị Grab bỏ xa với 125 triệu chuyến. Trong một khảo sát đầy đủ hơn vào năm 2022 của Q&Me, GoTrade từng chiếm tới 30% thị phần người dùng trung thành tại Việt Nam, chỉ đứng sau Grab. Thời điểm đó, ba ông lớn gồm Grab, GoTrade, Bi thâu tóm tổng cộng 97% thị trường gọi xe công nghệ. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, những con số cập nhật mới nhất từ công ty nghiên cứu này cho thấy lượng người dùng trung thành của GoTrade đã bị thu hẹp đáng kể, xuống còn 7%. Tình hình tài chính lao dốc cũng phản ánh rõ nét những khó khăn của ứng dụng này. Theo Vietdata, doanh thu của GoTrade năm 2022 chỉ đạt vỏn vẹn 96 tỷ đồng, giảm 79% so với năm 2021. Lỗ sau thuế cũng phình to từ 1.000 tỷ đồng lên khoảng 1.300 tỷ đồng. Đến nay, báo cáo nghiên cứu ngành gọi xe công nghệ của Modern Intelligence vào năm 2023 chỉ ra thị phần doanh thu của GoTrade chiếm chưa đến 6%. Không chỉ bị các đối thủ lâu năm như Grab hay Bi bào mòn, thị phần vận chuyển của GoTrade còn lung lay trước Sun SM. GoTrade cũng khó chen chân vào mảng giao đồ ăn
khi 92% sân chơi này được chia đều cho Grab và Shopify. Chia sẻ về nguyên nhân rút khỏi thị trường Việt Nam, đại diện Rocheck cho biết quyết định chiến lược này cho phép công ty tập trung vào các hoạt động có thể tác động đáng kể lên thị trường. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng phù hợp với cam kết tăng trưởng kinh doanh bền vững trong dài hạn của tập đoàn mẹ là GoTo. Tuy nhiên, theo giới phân tích, động thái được đưa ra trong bối cảnh thương hiệu muốn dồn lực cho các thị trường trọng yếu như Indonesia và Singapore để tìm kiếm lợi nhuận. Tại thị trường Việt Nam, Rocheck cũng liên tục thay đổi dàn lãnh đạo cấp cao. Sau hơn nửa năm kể từ ngày ra mắt, Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Đức và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Bảo Linh bất ngờ từ chức. Thay ông Đức ngồi ghế nóng là một trong những tên tuổi nổi tiếng trong giới startup Việt là bà Lê Diệp Kiều Trang, người từng đảm nhiệm vai trò CEO Facebook Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng, nữ doanh nhân sinh năm 1980 cũng chia tay chiếc ghế CEO GoViet. Giữa năm 2020, thời điểm GoViet hợp nhất ứng dụng và thương hiệu thành GoCheck, hãng đồng thời công bố ông Phùng Tuấn Đức đảm nhận vị trí tổng giám đốc. Đến đầu năm 2023, ông Sumit Rathore tiếp quản công việc của ông Phùng Tuấn Đức và điều hành công ty đến ngày nay. Như vậy, chỉ trong 4 năm hoạt động, nền tảng này đã trải qua 4 đời tổng giám đốc. Chuyển sang các thông tin nổi bật khác, thưa quý khán giả, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump vừa nhận thêm tin sốc khi bị một đảng viên đảng Cộng hòa nhiều ảnh hưởng là cựu phó tổng thống Dick Cheney tuyên bố bỏ phiếu cho bà Kamala Harris chỉ 2 ngày sau khi con gái ông có động thái tương tự. Cựu phó tổng thống Mỹ Dick Cheney, một thành viên đảng Cộng hòa lâu năm, hôm 6 tháng 9 tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Sốc hơn nữa là lời giải thích của ông Dick Cheney nói, trong lịch sử 248 năm của đất nước chúng ta, chưa từng có một cá nhân nào là mối đe dọa lớn hơn đối với nền Cộng hòa của chúng ta so với ông Donald Trump. Ông ta đã cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử gần đây nhất bằng những lời nói dối và bạo lực để giữ quyền lực sau khi cử tri đã từ chối ông ta. Ông ta không bao giờ có thể được tin tưởng giao quyền lực nữa. Là công dân, mỗi chúng ta có nghĩa vụ đặt đất nước lên trên đảng phái để bảo vệ hiến pháp của mình. Đó là lý do mà ông Dick Cheney sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Trước đó, con gái ông Cheney là bà Liz Cheney, cựu hạ nghị sĩ Cộng hòa, hôm 4 tháng 9 cũng tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử sắp tới nhằm ngăn chặn ông Trump tái đắc cử. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 6 tháng 9, ông Trump gọi nhà Cheney là Rhino, có nghĩa là những người Cộng hòa chỉ trên danh nghĩa. Tân Thủ tướng Thái Lan Prayuttan Chan-o-cha vừa làm lễ tuyên thệ và công bố nội các mới. Nhưng nhiều ứng viên trong danh sách đề cử vào nội các mới đang bị Ủy ban chống tham nhũng quốc gia NACC điều tra. Theo báo Bangkok Post, quỹ CUP Nakha Sathiang đã kêu gọi tân thủ tướng Thái Lan Prayuttan Chan-o-cha điều tra lại điều kiện bổ nhiệm ông Chalamchai Rion vào vị trí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quỹ CUP Nakha Sathiang cáo buộc ông Chalamchai Rion sở hữu 192 m² đất công. Ông Banudet Kumali, chủ tịch quỹ CUP Nakha Sathiang, nhấn mạnh nhu cầu minh bạch và cho rằng các quan chức khi nắm quyền cần phải tránh liên quan tới sở hữu đất công, đặc biệt là đất rừng. Theo Bangkok Post, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan NACC đang điều tra làm rõ các cáo buộc sở hữu đất công của ông Chalamchai Rion cùng các cáo buộc liên quan tới 20 chính trị gia khác. Còn theo trang Nation Thái Lan, có tới 11 ứng cử viên được đề cử vào nội các của tân thủ tướng Prayuttan đang phải đối mặt với các cuộc điều tra của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia NACC. Theo Bangkok Post, năm 2008, khi công bố tài sản, ông Chalamchai đã cung cấp giấy tờ nộp thuế cho chính quyền địa phương, nhưng không được coi là văn bản xác định quyền sở hữu đất đai theo pháp luật đối với khu đất 192 km² này. Sau năm 2020, sau khi nắm quyền Bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan, ông không tuyên bố sở hữu khu đất này nữa. Một nguồn tin từ Cục Công viên Quốc gia, Động vật Hoang dã và Bảo tồn Thực vật cho biết mảnh đất 192 km² kể trên vẫn là tài sản của nhà nước và hình thức thu thuế này đã bị bãi bỏ do xâm phạm các khu bảo tồn rừng quốc gia. Được biết danh sách nội các, ngoài Thủ tướng Prayuttan còn có 35 thành viên khác, đặc biệt có 6 phó thủ tướng đều kiêm nhiệm lãnh đạo bộ, đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Xã hội Kinh tế số. Mới đây, dữ liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy số lượng kỷ lục
9.753 người tham gia chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật của Nhật Bản đã mất tích vào năm ngoái. Con số này cao hơn 747 người so với năm 2022 và chiếm khoảng 2% trong số khoảng 509.000 người đã tham gia chương trình tính đến cuối năm 2022 hoặc đủ điều kiện vào năm ngoái. Thống kê cho biết khoảng 5.500 thực tập sinh mất tích từ Việt Nam, mặc dù con số này đã giảm nhẹ so với năm 2022, trong khi con số từ Myanmar tăng gần gấp 3 lần lên 1.700. Khoảng 3/4 trong số 40.607 thực tập sinh mất tích trong giai đoạn 2019-2023 đã thống kê 9.976 người còn lại vẫn chưa được tìm thấy. Lý do khiến nhiều thực tập sinh mất tích được lý giải là do chương trình hiện nay không cho phép những người tham gia thay đổi công việc trong 3 năm. Điều kiện này thường khiến những người không hài lòng với nơi làm việc của mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng hoặc từ bỏ công việc và làm việc bất hợp pháp ở nơi khác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại!